Xin chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì mình tiếp tục làm clip để anh em. Thì thời gian qua thì mình cũng làm rất là nhiều video về các loại giống chim, nhưng mà hôm nay mình sẽ làm một video để làm sao cho anh em tưởng tượng được cái việc đó là nuôi chim bồ câu, thì cái mô hình để mình có thể nuôi con chim bồ câu như thế nào. Đơn giản vậy thôi. Thì mình truyền tải nội dung đó là nuôi bồ câu là nuôi chim bồ câu theo mô hình công nghiệp đạt chuẩn anh em nhé, nghĩa là đạt chuẩn. Và cái mô hình ở bên kênh nông dân làm giàu của mình là áp dụng theo mô hình đó là chuẩn của bên Thái Lan anh em nhé. Thì cách nuôi thì nó cũng chắc là nó sẽ khác một số anh em nuôi đấy, nhưng mà cái chuẩn này là chuẩn bên Thái Lan họ hay nuôi. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em xem luôn. Thứ nhất là mình sẽ lấy cái mốc, đó là cái mốc 100 cặp để cho anh em nó dễ tưởng tượng nhé. Tại vì thứ nhất là khi mà anh em lấy cái mốc 100 cặp á, có thể là anh em giảm xuống hoặc là anh em tăng lên á, thì cái số lượng mà anh em căn sẽ dễ hơn. Ở đây trại của mình thì chắc chắn là nhiều hơn cái số đó, nhưng mà mình lấy cái mốc để anh em dễ tưởng tượng. Với lại cái mốc 100 cặp thì nó cũng vừa với cái túi tiền của một số anh em. Thì ngay bây giờ thì mình sẽ giới thiệu để anh em xem luôn nhá. Đây thì anh em có thể thấy này, chuồng trại anh em nhé. Thứ nhất là nó cũng phải cao ráo đối với những cái vùng mà nó hay bị trũng và mưa. Đặc biệt thì anh em phải có một bình nước inox cho nó anh em nhé. Đó là bình nước sạch luôn đó. Đấy. Chứ nhiều anh em mình đi tham quan ở những cái nơi thì thấy anh em nguồn nước của nó không đảm bảo thì nó xảy ra cái việc là chim bị bệnh. Đấy. Móng thì anh em phải làm chắc chắn luôn. Còn đây là khu vực rửa anh em nhé, mình chắc chắn phải có một khu vực rửa rồi. Thì khi nào những cái máng ăn đồ có thứ nó bị dơ á thì mình sẽ rửa nó luôn. Còn ở trên trần, đây là miếng cách nhiệt anh em nhé. Ở trên thì là mái cho mái tôn, nhưng mà phải có cái miếng cách nhiệt để làm sao con chim bồ câu nó đừng có nóng quá nó chịu không nổi đâu nhé. Thì đây, gạch thì anh em xây cao lên như này thôi, cái này là cũng anh em xây thấp hơn được, nhưng mà đừng xây cao quá thì nó sẽ bị bí thì nó sẽ bị rất là nóng, con chim bồ câu nó nóng, nó cần phải thông thoáng anh em ạ. Ở vườn của mình đây thì chắc chắn là thông thoáng rồi, vườn nhà mình rộng lắm anh em ạ, rất là nhiều cây cối này, cà phê, ở bên kia là cây chôm chôm anh em, rất là thông thoáng luôn. Đấy, bên cạnh nhà mình nó là cái trường học, trường tiểu học Lê Quý Đôn anh em ạ, ở huyện Buôn Đôn đấy. Mình là hồi xưa là cũng học ở bên này luôn. Lúc mình học thì cái tường rào nó chỉ được rào tạm bỡ thôi, bây giờ nó người ta rào bê tông rồi. Hồi xưa mình đi học mà mình trèo rào không à, chứ mình thì không có đi cổng chính, tại vì sát lên nhà mình luôn. Đây, mình cái rào lưới bên 10 ra thông thoáng anh em nhá. Ở trong cũng là sẽ có cái miếng cách nhiệt luôn. Cái miếng cách nhiệt này thì nó rất là bền anh em ạ. Đấy, anh em quạt nhé, mình cũng phải có quạt luôn anh em ạ. Cái chiều cao của nó thì cao tầm khoảng trên 5m anh em nhé. Cái chiều cao từ mặt đất đây này mà lên tới trần này thì tầm khoảng 5m anh em nhé. Cái khoảng cách của hai cái chuồng này đối với nhau á, khoảng cách giữa các hành lang này thì anh em để tầm khoảng 1m. Anh em tầm khoảng để khoảng 1m, 1,5m đi, à mà 1m1, 1m2 gì đó. Để cho nó thông thoáng, còn khoảng cách lồng cũng vậy. Đối với những anh em nuôi mà không cần phức tạp quá mà cần mà chỉ là cái miếng nó hứng phân này thôi. Thì cái này tầm khoảng 15 anh em nhé. Khoảng cách này. Cách giữa các lồng với nhau tầm khoảng 15. Đây là những cặp chim bồ câu ti Tân Thái siêu thị ở trại mình. Cái lồng này là lồng thép luôn anh em ạ. Lồng thép ở trại mình thì mình cũng giới thiệu rất là nhiều rồi. Siêu bền mà anh em, thép này là thép siêu bền, nhúng nóng siêu bền. Ở trại mình thì dùng tầm khoảng mười mấy 20 năm mà không thấy hư anh em ạ. Không thể hư được với cái loại thép này. Và cái hệ thống máng nước tự động nữa. 100 cặp thì cần diện tích tầm khoảng 20m2 thôi anh em, để được tầm khoảng 100 cặp rồi. Tại vì mình xếp tầng lên nhau mà, xếp tầng lên nhau anh em ạ.
Nhà mình thì rất là cẩn thận, đây là đèn sưởi anh em ạ, cho những ngày mùa đông lạnh giá. Đây, những cặp bồ câu này là chim con ra vàng đấy. Chim con như này là chim bố mẹ đang nuôi tiếp, đang đẻ tiếp anh em ạ, rất là chất lượng. Con của nó thì phải là siêu to luôn. Còn ở bên tường bên này thì mình giáp với nhà người ta, mình xây tường khá cao để đảm bảo con chim của mình đi yên tĩnh, nhưng mình cũng phải đục những cái lỗ như này để rất mát, để gió thổi vào anh em ạ. Gió thổi vào rất mát luôn. Ồ, bên kia có cây chôm chôm khá là chín anh em ạ. Nhìn cây chôm chôm mình cảm thấy kích thích quá. Chắc là lát chiều mình sẽ nhảy sang mình xin thẳng chứ không phải là xin ngọt kép mình nhảy sang ăn trộm đâu anh em ạ. Hàng xóm mình cũng không làm cái chuyện được, nhờ nhìn cây chôm chôm mình thấy thích quá. Cây chôm chôm nhà mình cũng có 4 cây trên chôm thái, nhưng mà chôm thái thì nó chín hết rồi, mình đã ăn hết rồi. Còn đây là chôm chôm thường anh ạ, chôm chôm thường thì thường thường nó chín lâu hơn. Đấy, anh em xem. Và cái sắt ở trên mái của nó cũng phải thật là kiên cố anh em nhé, phải thật kiên cố. Ở những vùng có gió, có thường xuyên có bão thì mình phải là chắc chắn. Chứ mình cũng đi một vài nơi những cái người họ che chắn nó tạm bỡ thì nó bị sập anh em ạ, có nhà bị sập anh em ạ. Sập thứ nhất là ảnh hưởng đến chim này, thứ hai là mình rất là tốn thời gian để có thể làm lại một cái chuồng mới. Nói thật chứ mình nhìn thấy cây chôm chôm này mình bị phân tâm anh em. Phân tâm. Mình nhìn qua cái khe cửa, cái lỗ ở tường của mình cảm thấy kích thích quá. Có khi nào chiều mình mang một con bồ câu ra ràng mình đổi lấy một vài chùm chôm chôm này không ta? Thôi mình nói vui thôi. Cái chim bồ câu thì những cái quả chôm chôm để sao mà bù bằng những con chim bồ câu ti đang thái siêu thịt ở trại của mình được. Anh em thấy không? Bồ câu ra ràng. Mình làm video anh em thấy không? Lúc nào chuồng trại của mình cũng đầy ắp chim bồ câu ra ràng. Và chim bố mẹ thì đang đẻ. Anh em nhá. Bà tay nhiên tre vào những ngày mưa và gió lạnh. Mình keo lên keo xuống được luôn chứ mình không có cố định thì nó sẽ rất là nóng anh em nhé. Mình cũng rào lưới B40 luôn đấy. Cây chôm chôm ở bên kia nhà mình anh em biết rất là to, nhưng mà mình đã ăn hết quả của nó trong khoảng tháng trước rồi, nó chín rất là sớm. Trần nhà nếu mà anh em nào mà có điều kiện á thì càng cao thì càng tốt anh em ạ. Càng cao anh em lưu ý càng cao càng tốt nhá. Khi mà nó cao thì gió, cái độ thông thoáng của nó, con chim của nó khỏe. Chứ nhiều khi cái trần của nó mà thấp quá thì nó sẽ rất là bí. Và anh em cũng lưu ý thêm nhá. Đó là cái lồng ở dưới cuối cùng anh em này, ở cái chạm đất á. Thì anh em đừng có để chạm đất nhá. Ở đây là mình để một gang tay á, một gang tay của mình anh em ạ, một gang tay của mình. Ở dưới này thì mình cũng dọn dẹp sạch sẽ anh em nhé, chứ đừng có để dơ phân phía ở dưới này thì nó xảy ra cái tình trạng đó là chim của mình nó dễ bị bệnh. Đường dây uống nước chạy thẳng luôn. Nhìn chung là để nuôi 100 cặp chim bồ câu thì cũng không phải là vốn liếng bỏ ra là quá lớn. Anh em chỉ cần khoảng một ít tiền thôi thì anh em cũng đã khởi nghiệp được rồi. Cái này có thể nuôi con gì cũng vậy, chúng ta làm gì cũng vậy, chúng ta xem nó là một quá trình khởi nghiệp anh em nhé. Ở trại của mình thì để đảm bảo chắc ăn nữa thì mình để cái này anh em này. Đây là cái cục lọc nhé, là cục lọc nước nhé. Anh em cục lọc nước này ở những trại mình thì luôn để đảm bảo làm sao cho con chim bồ câu tốt nhất thì mình để hệ thống lọc nước này luôn này. Dù nước sạch, nước đảm bảo hay không đảm bảo mình cũng phải qua hệ thống lọc này hết thì con chim của nó cực khỏe.
Những cái này là những cái thép chống anh em, thép chống lên, chứ mình không có kê bằng gạch hết, mình sẽ kê vào những cái chống này. Chắc lắm anh em nhìn thôi mà chắc lắm. Đấy, chim một con là đang vào đẻ rồi nha bạn, đàn 10 con hết rồi. Đấy, nhìn chung là nuôi 100 cặp chim bồ câu á, thì anh em cần thứ nhất là khoảng chuồng trại này, khoảng cách từ đất lên trên mái cũng khoảng 5 đến 6 mét này, rồi khoảng cách giữa hành lang và hai cái lồng với nhau tầm khoảng 1,5 m, còn từ cái lồng xuống đất là tầm khoảng 1 găng tay, và khoảng cách giữa các lồng này thì tầm khoảng 15 cm. Rồi hệ thống lọc nước, rồi rồi cái máy ấp trứng nữa. Rồi clip này thì mình cũng xin tạm dừng ở đây anh em nhé. Thì hy vọng là những cái thông tin vừa rồi của mình thì anh em có thêm những cái hiểu biết cơ bản, để anh em nào mà muốn nuôi bồ câu á thì sẽ biết một số thông tin mình cần chuẩn bị những gì. Và video của mình hôm nay thì cũng xin tạm dừng ở đây anh em nhé. Hẹn anh em ở những video tiếp theo.